Vâng, Thanh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú chị đang xem YouTube của tất cả anh em. Thưa quý vị, thì liên quan đến cái câu chuyện của Hồng Loan cùng với mẹ con cô Sáu, đến giờ phút này thì có một cái sự việc liên quan đến một số những cái YouTuber. Ngày hôm qua thì chúng ta đã nghe rằng là chú Bảy cùng với cô Kim Thoa đã làm đơn tố cáo một số gọi là YouTuber rồi. Và cái thông tin mới nhất mà Thanh Quyền vừa mới nhận được nữa thì riêng về cá nhân của Hồng Phượng cũng như là phía cô Sáu đó, hiện tại họ vẫn đang gọi là lập vi bằng để mà kiện tiếp một số những cái cá nhân nữa. Bởi lẽ thì ngày hôm trước là họp báo là Hồng Phượng đã nói rồi, từ Facebook cho đến gọi là TikTok và kể cả YouTube thì cô ấy cũng sẽ gọi là nhờ pháp luật để mà can thiệp, không chỉ riêng về là chú Bảy và cô Sáu đâu. Kể cả Hồng Phượng bản thân cô ấy cũng đã chuẩn bị làm một số những cái lá đơn gọi là tố cáo đến các anh em gọi là YouTuber. Và trong cái câu chuyện drama tranh chấp tài sản này thì chúng ta có thể kể đến một số những cái anh chị YouTuber khá là lớn và khá là thân thiết với Hồng Loan, như là Phương Lê, như là My Xuân Thiện, rồi một số những cái anh em mà quay ở trên mộ của cố nghệ sĩ YouTube Vũ Linh nữa. Thưa cô chú anh chị, ngày hôm nay thì có một cái nhân vật, đó chính là anh Thành Guitar, người đã được gọi là Hồng Phượng đó mời vào cái ngày giỗ của mẹ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nhà cô chú anh chị thì có chia sẻ một trong những cái chi tiết liên quan đến Phương Lê cũng như là My Xuân Thiện khá là căng thẳng, và thông tin rằng đó là chính Phương Lê ngày hôm nay đó thì cũng đã bị nhắc nhở, bị phạt rồi cô chú anh chị. Kể trong đó có cả My Xuân Thiện nữa. Nhưng mà Thanh Quyền thấy rằng về phía My Xuân Thiện đó thì cô ấy chỉ phân tích liên quan đến cái những cái vấn đề được báo chí đăng tải cũng như là từ phía Hồng Loan, cũng không có dùng những cái lời lẽ tục tiểu và vu khống hay là nhục mạ về phía mẹ con cô Sáu cả, thưa cô chú anh chị. Cụ thể anh Thành Guitar này đã anh chia sẻ một trong những cái câu chuyện như thế nào liên quan đến cái vấn đề mà của một số YouTuber như là Phương Lê rồi cho đến là chị My Xuân Thiện nha cô chú anh chị. Phúc Si Tư, hai hôm nay bận làm đơn nên không có thời gian viết tiếp bài còn dang dở, hôm nay xin tiếp tục ạ. Không biết là làm đơn nhưng mà làm đơn gì nha. Bởi lẽ thì anh Thành đã nói rằng là ngày hôm trước đó anh chia sẻ cái bài viết ủng hộ Hồng Phượng thì bị tấn công khá là dữ dội, không biết là ai đã tấn công anh và anh đã làm đơn để mà kiện tụng ai rồi. Khi chị Nga bị đuổi khỏi nhà, thấy tình hình căng như vậy thì tôi dự đoán là sẽ có ngày là đến gia đình của cô Sáu mà thôi. Tôi liền lên mộ, trước là viếng cậu, sau là muốn cộng đồng mạng hãy bớt cuồng mộ, cuồng nộ đối với cô Sáu và Hồng Phượng. Mong cộng đồng mạng hãy khuyên Hồng Loan hãy bỏ hết mâu thuẫn, làm sao cho gia đình hòa thuận trở lại để lo xây mộ cho cậu. Ở thời điểm này thì rất nhiều YouTuber túc trực trên mộ cậu, khi ai đến viếng là vây quanh để hỏi, cho nên là mong muốn của tôi là không khó. Thì anh Thành này đó, anh nói rằng là cái thời điểm đó thì anh đã có lên mộ, nhưng mà cái mong muốn của anh đó là cộng đồng mạng khuyên Hồng Loan hãy bỏ hết mâu thuẫn, làm sao cho gia đình hòa thuận trở lại để lo xây mộ cho cậu. Nhưng mà điều mà Thanh Quyền khó hiểu, cái người gây chiến thật sự đó, cái người gây chiến đó là cô Sáu và Hồng Phượng đó. Và chính cô Sáu và Hồng Phượng cũng là người làm đơn tố cáo trước. Vậy thì nếu như thật sự anh Thành này mà anh muốn cho gia đình đó, của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không có mâu thuẫn nữa, thì khi mà anh đã có cái mối quan hệ, mối quen biết rồi, thì tại sao anh không khuyên là khuyên người lớn, khuyên cô Sáu và cô Hồng Phượng này hãy dẹp qua những cái mâu thuẫn, làm rõ ra những cái nội dung để câu chuyện nó có thể lắng xuống, mà anh phải cất công đến mộ để gọi là nhờ cộng đồng mạng khuyên Hồng Loan, thì nó dường như nó nghe là những cái vấn đề tiếp cận của anh này nó hơi sai cô chú anh chị. Có nghĩa là khi anh đã có mối quan hệ với cô Sáu và Hồng Phượng rồi thì tại sao anh không dùng cái mối quan hệ này để liên hệ để mà khuyên can cô Sáu, bởi vì cô Sáu là người đã gọi là gây ra cái cuộc chiến ngày hôm nay. Chính cô Sáu là người đi kiện Hồng Loan trước, chứ Hồng Loan không có gọi là làm đơn kiện. Vì tôi không muốn lên YouTube, bản thân tôi cũng có kênh,
nhưng tôi ít đăng bài lên, cho nên là tôi đồng ý trả lời các câu hỏi và chia sẻ quan điểm về câu chuyện này, nhưng là chỉ ghi âm, không ghi hình. Tôi nhận tôi là đồng nghiệp với Hồng Phượng, giờ chắc có lẽ những YouTuber cũng nhận ra tôi. Khi tôi nói xong, mọi người thấy có cây đàn guitar tôi đem lên để phòng khi khách gọi show đột xuất, gọi show đột xuất đó, tôi làm show luôn. Nhiều người yêu cầu tôi đàn và hát. Tôi cũng từ chối rất nhiều lần vì tôi vốn là dân đàn chứ không phải là chuyên hát, mà hát trước mộ người nghệ sĩ tài danh nữa. Vì số đông yêu cầu quá nên tôi cũng hát tặng bài Trở Về Cát Bụi trong tâm thế bịt khẩu trang, và cũng là yêu cầu ghi tiếng không ghi hình. Trở về nhà với tâm trạng vui vui vì ít nhiều mình cũng nói ra được suy nghĩ của mình, có thể giúp gia đình hiểu nhau hơn và hàn gắn lại. thấy rằng thì cái anh này anh cũng có cái ý gọi là muốn hàn gắn, nhưng mà cái vấn đề tiếp cận của anh có lẽ đó nó bị sai cái đối tượng và sai cái thứ nhất là cái cách tiếp cận. Thứ nhất đó là anh tiếp cận với khán giả và khuyên Hồng Loan thì nó sẽ không gọi là không có thể gọi là có cái vấn đề tốt hơn là chính bản thân anh lại khuyên mẹ con cô Sáu. Tại sao anh lại gọi là đến mộ của nghệ sĩ Vũ Linh để mà mục đích là lên YouTube để mà khuyên Hồng Loan mà lại không khuyên mẹ con cô Sáu? Cái điều này thì khá là khó hiểu, bởi lẽ cái người gây chiến ngày hôm nay dẫn đến cái vấn đề tranh chấp tài sản là mẹ con cô Sáu chứ không phải Hồng Loan. Chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Nhưng qua 2-3 ngày sau, tôi không thấy clip ghi âm nào xuất hiện trên các kênh YouTube của các anh túc trực trên mộ. Tôi cũng hoang mang, không biết là sự việc có xấu đi hay là không nữa. Những ngày này thì mâu thuẫn lại tiếp tục xảy ra khi việc lắp mộ đã bước sang phần khắc tên và xuất hiện nhiều người lên mộ được YouTuber hỏi tấn công cô Sáu và Hồng Phượng dồn dập. Đó là việc khắc bài thơ, dòng chữ khán giả và gia đình cùng lập mộ. Không còn bao lâu nữa là 100 ngày cậu mất thì xảy ra tin là Hồng Loan đuổi gia đình cô Sáu ra khỏi nhà. Tôi lập tức gọi điện cho nghệ sĩ Kim Tử Long để nhờ anh nói với một vài nghệ sĩ lớn tuổi thân thiết trong gia đình cậu Năm, nói chuyện với hai bên để mong Hồng Loan và gia đình cô Sáu hòa thuận. Anh Kim Tử Long cũng xác nhận là biết Hồng Loan cũng đã đứng tên tài sản của cậu để lại. Câu chuyện tôi gợi ý này là khó, anh nói sẽ cố gắng, không biết là có được hay không. Thì thật ra đối với cái câu chuyện của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đó, thì khi anh đã lên tiếng, anh cũng đã lên tiếng rồi cô chú anh chị. Nhưng mà sau đó thì bị gọi là mẹ con cô Sáu dằn mặt bằng một cuộc họp báo, nói rằng là bất cứ ai mà lên tiếng, kể cả những người trong nghề hay không trong nghề, thì Hồng Phượng và cô Sáu cũng sẽ làm đơn kiện hết. Và người ta gọi là ta đang trong gọi là làm nghệ thuật mà cô chú anh chị, cho nên đó, là sẽ rất là sợ dính với những cái lùm xùm ồn ào không đáng có, đặc biệt lại là câu chuyện của một người anh mà mình đáng kính. Vũ Linh, nghệ sĩ Vũ Linh là đàn anh của nghệ sĩ Kim Tú Long nha cô chú anh chị. Tôi vẫn tin rằng mọi việc sẽ xảy ra theo ý mình mong muốn. Ngoài việc tìm mối quan hệ từ nghệ sĩ, tôi còn muốn tìm đến những YouTuber kênh lớn có uy tín, có tiếng nói trong cộng đồng mạng. Đây là cái khúc mà sẽ có chị Mi Xuân Thiện hay là Phương Lê hay là một nhân vật nào khác nha. Chợt nhớ lại có một kênh YouTube mình quý mến là anh DHN. Anh này phân tích cái sự việc trong câu chuyện của chị Phương Hằng được rất nhiều khán giả quý mến, lượng khán giả đăng ký rất nhiều và là kênh lớn. Tôi cũng đã hai lần mua mật ong ủng hộ hai lần 3 lít hi. Tôi cũng có tìm hiểu những khía cạnh pháp luật và nhà anh này giải đáp những điều mình chưa rõ để có những góc nhìn cho đúng sự việc. Anh này cũng chia sẻ rất nhiệt tình. Tôi có kết nối Hồng Phượng với anh DHN để có gì là anh N sẽ giúp có tiếng nói cho cộng đồng mạng hiểu. Nhưng tiếc là ngày kết nối giữa Hồng Phượng với anh N đó cũng là lúc Hồng Loan liên hệ với anh N. Anh DHN mới bắt đầu bước vào câu chuyện anh em tối hẹn ở cà phê gần nhà cậu Năm, đường qua xứ Phú Nhuận. Hôm đó có gọi là GN, mình không biết là ai nha. Mặc dù bận bịu công việc kinh doanh cũng như đang lo phân tích câu chuyện của chị Phương Hằng, nhưng anh DHN vẫn quan tâm câu chuyện này. Thật ra nói chung á là YouTube mà cô chú anh chị,
Đừng có nói rằng là lên trên mạng này là ai là giỏi, hay là luật sư, hay là luật gia, hay là quen biết thế lực. Thật ra cũng chỉ là YouTube, thì cái câu chuyện nào nó đang hot và nó đang nổi thì YouTuber họ sẽ lựa chọn để gọi là tìm hiểu những cái đề tài đó và chia sẻ những cái câu chuyện xung quanh cái vấn đề đó thôi. Kể cả bản thân em cũng vậy thôi cô chú anh chị. Có nghĩa là cái câu chuyện đang được nhận được cái sự quan tâm rất lớn thì đa phần sẽ được các YouTuber họ quan tâm thôi. Sau khi anh em uống cà phê thì trao đổi một ít thông tin, thì anh DHN tranh thủ gặp người quen để lo câu chuyện của chị BH và tranh thủ lên mộ cổ năm ở Bình Dương. Trước khi về tôi cần dẫn anh DHN vào đường Đoàn Thị Điểm chỉ nhà của cậu Vũ Linh cho anh DHN. DHN cũng có lên hai bài nói về câu chuyện này rồi dừng lại. Thật ra đó, tại sao là phải dừng lại cô chú anh chị? Khi một YouTuber đó thì khi mà nói đến một đề tài nào đó mà họ gọi là không có gọi là view, không có like, thì cái điều đầu tiên là họ sẽ bỏ câu chuyện đó để làm câu chuyện khác, hoặc là họ cảm thấy câu chuyện đó không phù hợp với gọi là cái khía cạnh mà họ gọi là khai thác đó, thì họ sẽ gọi là không làm nữa thôi. Điều này nó cũng bình thường. Đến giờ phút này thì tôi vẫn quý mến và để trọng anh DHN, một kênh YouTube có tài biện luận dí dỏm, có kiến thức về pháp luật rất cao. Đến đây thì câu chuyện này chưa kịp lắng xuống lại bùng thêm khi là Hồng Phượng công bố họp báo, và sau buổi họp báo mọi người vẫn cứ tấn công vào tần suất lớn hơn. Tôi thấy là DHN dừng lại, tôi cũng cảm ơn vì biết anh N là cũng khó xử. DHN cũng mến Hồng Loan và Hồng Phượng nên tạm dừng quyết định là đúng đắn. Cái điều này thì mình không rõ nguyên nhân bên trong, nhưng thực chất đó, nếu khi mà một YouTuber cô chú anh chị đi vào một cái chiều hướng mà nó gọi là ngược lại với khán giả thì sẽ gọi là bị gọi là giống như cái cách mà Hồng Phượng đang bị bây giờ đó. Cho nên có thể rằng là anh DHN anh lựa chọn anh dừng lại thôi. Chứ thực chất đó, Thanh Quyền thấy rằng là anh DHN này cũng chẳng có cái mối quan hệ gì cho đến gọi là Hồng Loan hay là Hồng Phượng cả cô chú anh chị. Tôi cũng hỏi là DHN có số điện thoại của Hoa hậu Phương Lê hay là My Xuân Thiện hay không. Vì tôi biết hai kênh này là kênh lớn. DHN nói là em không có số, tôi đi tìm thấy số điện thoại của My Xuân Thiện. Có thể để trên kênh, tôi lưu số và kết bạn Zalo ngày 15 tháng 6 2023. Thật ra anh DHN thì Thanh Nguyên cũng biết nha cô chú anh chị. Và cái vấn đề gọi là My Xuân Thiện hay là Phương Lê thì hỏi anh DHN anh ấy không biết phải rồi. Thật ra đó, anh ấy gọi là cũng là một YouTuber rất là bình thường thôi quý vị. Cũng chẳng có gọi là cái gọi là cái số lượng khán giả hay là cái gì ghê gớm lắm. Còn riêng đối với My Xuân Thiện và Phương Lê thì rõ ràng cái kênh cũng như là cái sự ảnh hưởng nó lại cao hơn, nó cao hơn rất là nhiều so với DHN này. Những tin nhắn qua lại bữa tôi và My Xuân Thiện, cô ta có xem và có trả lời. Có nghĩa là bây giờ là anh Thành Guitar này, anh đang có cái động thái là muốn gọi là bóc phốt My Xuân Thiện cũng như là tấn công cả Phương Lê nha cô chú anh chị. Nhưng vì nhắn tin cho cô ta trả lời rất chậm và tôi muốn nói chuyện điện thoại để mình nói ra hết suy nghĩ về câu chuyện của Hồng Phượng, mình biết cho cô ấy rõ. Nhưng không bắt máy thì sau này cô ấy có nói là bị bệnh gì đó nên không nghe điện thoại được. Tôi thấy cô ấy không nghe điện thoại được nên tôi nhắn tin nói hết những gì tôi biết trong câu chuyện này. Có câu chuyện tôi không đồng tình là việc YouTuber và một số cá nhân chửi cô Sáu và Hồng Phượng. Cô ta đồng quan điểm với tôi và sẽ lên án những người chửi thô tục, xúc phạm nhân phẩm người khác. Thật ra đối với cái vấn đề mà Thanh Nguyên thấy rằng cái câu chuyện mà xúc phạm nhân phẩm người khác bằng những cái từ ngữ tục tiểu trên mạng xã hội, thật chất đó là quả thật là cái điều không nên. Điều là không nên nha cô chú anh chị. Khi mà chúng ta phản biện một cái câu chuyện, một cái tình huống nào đó thì chúng ta nên dùng những cái từ ngữ cho nó hợp lý và phân tích câu chuyện theo một cái chiều hướng gọi là phản biện thôi. Còn những cá nhân mà nói rằng là dùng những cái từ ngữ tục tiểu để chửi bới, thật ra là họ không có đủ cái khả năng để mà phân tích hoặc phản biện người khác, thì họ mới dùng những cái từ ngữ tục tiểu thôi để mà lấn áp, giống như câu chuyện của cô Sáu vậy đó cô chú anh chị. Nhưng mà dân anh này đó, anh nói rằng là cô Sáu và Hồng Phượng bị người khác chửi thô tục tục tiểu đó. Nhưng mà tất cả đều nó cũng có cái lý do hết cả cô chú anh chị, nó có cái lý do hết.
thì chúng ta cũng đã từng nghe những cái đoạn clip mà cô Sáu đã dùng những từ ngữ như thế nào đối với Hồng Loan. Vậy thì cái anh Thành này đó, khi mà anh lên tiếng là anh bênh vực cho mẹ con cô Sáu, thì anh có đã từng xem và từng nghĩ rằng Hồng Loan cũng đang bị cái cách mà cô Sáu và Hồng Phượng đang bị hay không? Có nghĩa là cũng bị là bị chửi tục tiểu một cách nhục mạ nhân phẩm, một cách gọi là không thương tiếc, mà thậm chí người nhục mạ lại chính là người thân trong gia đình, là em ruột của ba mình chửi mình, nhục mạ mình, là Hồng Phượng trên vai ghế cũng là em của Hồng Loan thôi, nhưng mà lại dùng những từ ngữ rất tục tiểu để chửi như vậy. Thì anh này anh có suy nghĩ đến là cái việc Hồng Loan đã bị tổn thương, đã bị gọi là xúc phạm, chèn ép như thế nào trong một khoảng thời gian dài như vậy hay không? Cho nên là anh ấy nói rằng là tại sao gọi là Mi Xuân Thiện lại đồng tình với cái việc mà bị là các cá nhân nào đó chửi bới nhục mạ cô Sáu. Chờ cô ấy trả lời tin nhắn, cũng như là muốn thấy cô ta phê phán những người nhục mạ xúc phạm cô Sáu và Hồng Phượng với những từ ngữ bẩn thỉu mà không thấy. Chỉ thấy sau khi Hồng Phượng họp báo, cô ta lên phê phán cực gắt việc bịt bạch trong đám tang với thái độ quy chụp và không khách quan. Có nghĩa là anh này anh nói là Mi Xuân Thiện là quy chụp và không khách quan. Mấy ngày sau cô ta qua nhà Hồng Loan, cho nên là tôi đã hủy kết bạn. Thì thật ra đó, nếu mà chúng ta nhìn một cách khách quan đó, thì rõ ràng cô Sáu không có cái quyền hạn gì để mà chửi bới nhục mạ gọi là Hồng Loan một cách nặng nề đến như vậy. Cho dù đó là cô Sáu là cô đi, nhưng mà cũng không thể lấy cái chức danh gọi là cô ruột để mà chửi bới tấn công người khác, ngay cả lên đồn công an mà còn gọi là tấn công người ta như vậy. Thì anh Thành này khi mà anh viết những cái bài, những cái nội dung này lên án YouTuber gọi là xúc phạm nhục mạ cô Sáu, thì anh đã có từng nghĩ rằng là Hồng Loan cũng đã từng bị y như cô Sáu bây giờ, là chính Vũ Lưng cũng từng bị y như ông Phượng bây giờ không? Có nghĩa là tới thời điểm mà Vũ Lưng á bị khán giả tẩy chay, thì giống như cái cách mà Hồng Phượng bị tẩy chay bây giờ, tôi có chú anh chị. Khi mà cái thời điểm mà Vũ Lưng bị gọi là một số những cái khán giả nói rằng là kinh doanh trên xác chết của ba mình trong đám tang đó, thì cái việc làm này do chính Hồng Phượng cô ấy làm ra, nhưng mà Vũ Lưng lại gánh chịu trong vòng tròn khoảng thời gian 2 tháng trời, tôi có chú anh chị, thì cái sự việc nó mới được minh bạch. Thì cái ngày hôm nay cái sự gọi là bị chửi bới sỉ vả của Hồng Loan thì cô Sáu phải gánh lại. Cô Sáu bị là giống như mà cái cách mà cô đã dùng những từ ngữ cô ấy chửi người ta. Nếu như mình nói rằng là, nếu bản thân cô Sáu cô ấy nói rằng cô ấy gọi là rất là bị tổn thương khi bị khán giả hay là bị người kia nhục mạ vu khống chửi bới, vậy thì cô ấy có dùng những cái từ ngữ nhục mạ vu khống Hồng Loan, thì cô ấy có từng nghĩ Hồng Loan sẽ bị giống như mình bây giờ hay không? Bản thân Hồng Phượng cũng vậy, cô ấy nói rằng khán giả đối xử không công bằng với cô ấy khi mà lên án cô ấy là những sự việc nó chưa rõ ràng. Vậy thì cái tình cảnh của Hồng Phượng bây giờ, thì Hồng Phượng có từng nghĩ là Vũ Lưng trước đây cũng từng bị như cô? Vậy cô có suy nghĩ với người khác hay không? Và ngày hôm nay thì lên giải thích những cái điều mà cái nhân vật Thành Guitar này rõ ràng là nó hướng về một phía. Nếu mà nói về khách quan thì anh đâu có khách quan gì đâu mà yêu cầu người ta phải khách quan, đúng không cô chú anh chị? Một bài viết khá là dài nha. Còn nữa, ban đầu tôi có nói vẫn muốn giữ bạn bè dù hai bên không đồng quan điểm, nhưng khi biết Mi Xuân Thiện đứng hẳn về Hồng Loan nên tôi đã không làm được điều đó. Từ khi biết Hồng Loan trong đám tang của cậu Năm, cùng với những hình ảnh Hồng Loan lúc nhỏ cùng cậu Năm, dễ thương lắm. Thương cậu, quý cậu bao nhiêu, tôi thương quý Hồng Loan bấy nhiêu. Mặc dù biết em lên mộ nói chuyện gia đình và em sai với vong linh cậu, tôi rất buồn em. Sao anh biết là Hồng Loan sai? Anh không phải là người trong gia đình và anh không biết được là cái câu chuyện đó là bên trong như thế nào, và cái cách đối xử của cô Sáu đối với Hồng Loan như thế nào. Anh không ở trong đó, anh không là người trong cuộc, cho nên anh không hiểu được. Cho nên là ở đây nếu mà nói rằng là Hồng Loan, anh khẳng định Hồng Loan sai là rõ thật, là anh cũng đâu có khách quan đâu. Nhưng tôi vẫn còn thương quý em vì nghĩ em là chỉ vì nghe theo Vũ Lưng. Nhưng khi hay tin em đuổi gia đình cô Sáu ra khỏi nhà trong hoàn cảnh gia đình chưa tìm được chỗ như vậy, thì tôi thật sự rất là buồn em. Thật ra đó, mấy bữa rày đó, Thanh Nguyên thấy rằng là rất là nhiều nhân vật tấn công Vũ Lưng, cho rằng Vũ Lưng gọi là một nghệ sĩ ưu tú mà tấn công những người gọi là như là soạn giả Văn Tiên hay cho đến là chú Sạc Hành vân vân. Nhưng mà thật chất của chú anh chị, quý vị hãy đặt vào cái gọi là
cái vị trí của Vũ Lưng cái thời điểm mà anh bị tấn công đó. Quý vị hãy đặt vào cái vị trí mà khi bị tấn công mà bị khán giả lên án tỉ chai rồi rất nhiều thứ trong vòng 2 tháng trời mà mình ấm ức không thể nào nói được, trong khi mình phải lo lắng cho ba mình qua xong 100 ngày đi, thì quý vị sẽ hiểu được tại sao Vũ Lưng lại cùng với Hồng Loan phải phát biểu một cách mạnh mẽ đến như vậy. Có nghĩa là tức nước vỡ bờ, không còn có thể gọi là dồn nén quá được nữa, cô chú anh chị, nó sẽ nổ tung ra. Cái điều đó là chúng ta phải hiểu rằng như vậy, không có lửa thì không thể nào có khói được, cô chú anh chị. Không vô cớ mà Vũ Lưng phát ra những cái lời đó, hoặc là không có lý do, không có một câu chuyện gì tự nhiên mà Hồng Loan lại phải nói ra những cái lời như vậy, và không có tự nhiên nào để mà Hồng Loan đuổi mẹ con cô Sáu khỏi nhà cả, không có cái câu chuyện gì mà tự nhiên xảy ra cả. Chúng ta nên hiểu là như vậy. Tại sao một người mà anh nói rằng là anh rất yêu quý Hồng Loan và nhìn nhận một cách khách quan, thì cái điều này là cái điều rất là dễ hiểu. Tại sao một người như anh không hiểu để mà biết những cái bài nói rằng là bôi nhọ Hồng Loan, rồi một số những cái YouTuber trong đó có Minh Xuân Thiện và Phương Lê. Lúc này đây hơn lúc nào hết, tôi thấy em không như lúc ban đầu nên tôi đã không còn quý mến Hồng Loan nữa. Cho nên tôi post clip em cãi nhau với nhà báo. Dù từ ngày đó đến nay trong những comment tôi bày tỏ thái độ không đồng tình với em việc lên màu nói chuyện gia đình, để người ta chửi gia đình cô Sáu Hồng Phượng phải lâm cảnh thất nghiệp. Em đuổi gia đình cô Sáu ra ngoài trong khi em đưa người ngoài vào ở, tất cả việc đó tôi vẫn không ghét em. Vì sao vậy? Tôi đã xác định em là con của cậu Năm, dù nuôi hay gột em thiếu tình thương của mẹ từ bé. Hiện giờ với gánh nặng là bà mẹ năm con, cho nên tôi ủng hộ em được quyền thừa kế nếu giấy tờ em hợp lệ và em có quyền chia hay không chia cho ai nếu cậu không có di chúc, hoặc di chúc không được cơ quan chức năng thừa nhận. Tôi không ghét em vì tôi tin em một ngày em nhận ra sự thật, những người bên cạnh em hiện nay họ chỉ lợi dụng tên tuổi của ba em, chút ảnh hưởng của em với khán giả để họ trục lợi bằng nhiều hình thức. Tuy vẫn có ít người là thương em thật, khi em hết giá trị lợi dụng, em lâm nguy thì họ ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ có hơi ấm của gia đình, hơi ấm của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã đi với em suốt quãng đời thơ ấu cho đến nay và hết quãng đời còn lại em nhé. Hãy xứng đáng là con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, hãy tiếp nối đức hạnh lòng khoan dung của ba em để dành cho tình thâm ruột thịt em nhé. Đừng tin, đừng nghe bất cứ ai, hãy nghe nhịp đập trái tim và tin vào khối óc của mình để có những việc làm đúng như ước nguyện của ba em. Với Hồng Phượng cũng vậy, với khoảng thời gian anh biết em hơn 4 năm nhưng không hề thân thiết cho lắm, cho nên trong quá trình xảy ra tôi không nói điều gì bên vực hay chê bê em cả. Có những điều tại sao tôi không nói trên mạng, hoặc tôi phải nói trên mạng. Nhiều khán giả cứ nghĩ tôi là nít giả, tôi mỉm cười vì tự thấy vui, vì tôi biết hay nói bất kỳ điều gì tôi đều đặt vị trí của tôi vào họ. Hệ thống những việc xảy ra và dự đoán việc có thể xảy ra trong bối cảnh này. Từ khi xảy ra câu chuyện cho đến ngày Hồng Phượng họp báo, tôi chưa từng hỏi Hồng Phượng bất cứ thông tin gì về Hồng Phượng và gia đình, vì tôi không phải là YouTube. Cũng ngại vì không biết Hồng Phượng có nghi tôi kiểu hai mang hay là không. Hơn nữa Hồng Phượng muốn mọi chuyện sẽ được biết sau 100 ngày cậu mất. Và sau khi em họp báo và Hồng Loan họp báo, tôi thấy mọi chuyện đã rõ mà mọi người vẫn cố tình bắt bẻ những điều phi lý với em. Rồi tôi thấy là Hoa hậu Phương Lê, My Xuân Thiện vào nhà Hồng Loan. Tôi thấy họ bên ra mặt đứng hẳn bên Hồng Loan, vì vậy tôi mới tìm hiểu một số nội dung mà ít ai biết. Vì sao tôi lại bên Hồng Phượng trong khi em bị luồn dư luận rất xấu? Có nghĩa này, nhân vật này tiết lộ là có những cái thông tin mà ít ai biết đối với Hoa hậu Phương Lê và My Xuân Thiện. Nếu không khéo tôi bị vạ lây và cộng công việc ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tôi xin trả lời, ngoài việc thì anh em cùng nghề nghiệp, tuy không cùng môn nghệ thuật nhưng trong công việc có sự kết nối, hợp tác cùng tạo nên bài hát hay. Những phút giải lao trò chuyện ít đổi, ít nhiều cũng hiểu tính cách của nhau. Đặc biệt là tôi yêu quý cậu nên tôi muốn Hồng Phượng được khán giả yêu mến, luôn được ủng hộ và tiếp tục sự nghiệp ca hát, đi theo nghề của gia đình và cậu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã mất. Được như vậy tức là thương cậu, làm đúng di nguyện của cậu mong ước. Hồng Phượng là một giọng ca đẹp của dòng ca dân ca Nam Bộ, dòng bolero trữ tình. Nếu Hồng Phượng không được theo nghề, khán giả sẽ mất một tài năng, một giọng ca hay. Anh em đồng nghiệp mất đi người đứa em, một người chị thân thiết bao ngày đứng chung sân khấu.
Hồng Vượng cũng có cái sai là chủ quan khi ký hợp đồng với BH Media đã không bàn với Hồng Loan cũng như là quyết định để chị Nga sử dụng số tiền đó, và khi thống nhất để Hồng Loan đứng thay hợp đồng, không quyết liệt kêu BH Media sang tên cho Hồng Loan để sinh ra hiểu lầm dẫn đến nhiều vấn đề khác. Từ đáy lòng anh chia sẻ. Có nghĩa là cái việc mà Hồng Phượng sai thì anh này anh cũng thừa nhận. Nếu đã sai vậy mà Hồng Phượng vẫn cứ khăng khăng là cô ấy đúng, như vậy thì theo anh này anh ấy suy nghĩ như thế nào mà lại biết bài binh vực? Có nghĩa là khi mà mình sai rồi thì mình phải biết sai, mình nhận lỗi, mình sai và mình sửa sai, chứ không phải mình sai rồi mình cho qua, rồi khi cái lỗi người khác thì bắt bẻ một cách vô cớ, đúng không chú anh chị? Nếu em đã cập nhật bản sao kê của cậu Thành trên Facebook hoặc YouTube fan của em để khán giả biết mình minh bạch số tiền cậu Thành quyên góp, anh nghĩ khán giả sẽ nghĩ khác về em liền. Nhưng mà bây giờ Hồng Phượng chưa có một cái vấn đề sao kê gì cả. Chính cái anh này anh cũng kêu là sao kê. Thương quý em không có nghĩa là không dám nói những điều em không đúng, và kể cả câu chuyện của cô Sáu. Cô Sáu là người lớn, cô Sáu làm sai, cô dám nhận sai chứ con cháu nhà Từ Đường, đó là điều đáng trân trọng. Còn việc Hồng Loan còn được cùng đồng sở hữu với Hồng Phượng trong bối cảnh gia đình, cô nói ra như vậy cũng từ ước nguyện của cậu. Việc Hồng Loan có đồng ý và chia sẻ ước muốn với cô Sáu và Hồng Phượng hay không là quyền của em, và em khẳng định em không chấp nhận yêu cầu và muốn một mình đứng tên. Cô Sáu và chú Bảy có buồn thì con cũng chịu. Từ mỗi con nấy này trong phía là Hồng Loan, đừng bắt lỗi cô Sáu nữa. Tại sao tôi nói chỉ thân với Hồng Phượng gần đây? Vì qua buổi họp báo tôi mới hiểu được ra rất nhiều sự thật trong câu chuyện và hiểu rõ luôn cá tính của em. Cụ thể là như sau nha cô chú chị. Cái bài viết này còn rất là dài và rất là nhiều những cái chi tiết nó khá là hay. Thứ nhất, em là đứa cháu hiếu đạo với cậu mình, chịu nhiều tủi nhục và xỉ vả từ cộng đồng mạng. Những từ ăn trên xác chết của cậu, ăn chặn phúng điếu, ăn chặn từ thiện, mập mờ các khoản thu chi, coi thường Hồng Loan, sắm xe bạc tỷ bằng tiền ăn chặn, nhiều từ thô tục, nhiều hình ảnh châm biếm xấu xí, nhưng em vẫn cam chịu. Phải đúng 100 ngày thì em mới nói, em họp báo chia sẻ chứ không đưa thông tin trên Facebook và YouTube. Đúng là nghệ sĩ chính trực và đẳng cấp. Thì có lẽ rằng cái anh này anh viết bài anh cũng tăng bốc khá một cách khá là nó hơi quá và chú anh chị. Bởi lẽ cái điều đó Thanh Nguyên thấy là một điều bình thường. Đối với một người con nuôi như Vũ Lưng hay là Bình Tinh thì còn làm được cái điều này theo đúng cái đạo nghĩa. Nó vậy thì chỉ dạng như đúng thôi, đúng cái đạo nghĩa thôi, cũng chẳng có hơn gì cả. Kể cả Hồng Loan hay là đừng nói đến gọi là người cháu ruột mà được cậu mình gọi là đã cu mang một khoảng thời gian khá dài mà thậm chí truyền nghề như vậy. Và cái điều đó là cái điều lẽ thường tình bắt buộc phải làm như vậy, nhưng mà có gì đâu mà cần phải tung hô một cách nó ghê gớm nha cô chú anh chị. Khi em ấy bị nhiều tổn thương nhưng em vẫn mạnh mẽ đương đầu vượt qua khó khăn, bị thất nghiệp, đi show công việc nghệ thuật khác, thu âm game show và quay hình. Khi em chia sẻ việc em mượn tiền để mua đất chôn cậu, ngay cả đứa em ca sĩ anh biết, anh thấy rõ về sự chân thật yêu thương lo lắng cho cậu trong tình cảnh hết sức khó khăn về kinh tế. Được em kể và chia sẻ hình ảnh tin nhắn giữa em và Hồng Loan lúc Hồng Loan gặp khó khăn, chỉ có em là người mà Hồng Loan cần được sự chia sẻ yêu thương, đọc mà chảy nước mắt cay xòe vì thương cho Hồng Phượng ở thời điểm đó khó khăn. Dù là ba là nghệ sĩ nổi tiếng cũng được coi là giàu có mà em phải khó khăn, cảm động vì sự chia sẻ yêu thương của Hồng Phượng dành cho em. Khi Hồng Phượng bị Hồng Loan đuổi ra khỏi nhà, Hồng Phượng đã ghi status bộ đồ mày đang mặc trên người để đi ra ngoài công an đuổi tao cũng là tao tặng. Bộ đồ con mày đang mặc là của Ruby, nghe nó chua xót bao nhiêu, càng thương Hồng Phượng bấy nhiêu khi phải đi ở nhờ mấy ngày rồi mới tìm được phòng trọ. Cách đây hơn một tuần tôi đi show gần chỗ gia đình em trọ, nên xong show về ghé thăm gia đình em ở chỗ như thế nào, thấy một phòng trọ nhỏ và bốn người trong gia đình sinh hoạt chật vật, rất là thương cảm. Buổi tối đó đi ăn ốc cùng cô Sáu và vợ chồng em Ruby, ca sĩ Ý Linh, những đứa em vui như là gia đình. Khi biết em gái ca sĩ cũng thân thiết với em, đăng status thương cảm em là một youtuber, mà một youtuber lên bài xúc phạm đủ kiểu, có nghĩa là em gái Lưu Ánh Loan rất hiền, sống rất nghĩa tình. Khi Hồng Phượng được những người tốt thương Hồng Phượng, họ lên tiếng chia sẻ cùng em trong hoạn nạn này, thì mới thấy em là người tốt, và em gái ca sĩ Lưu Ánh Loan cũng là người chị bạn tốt của em.
Gần đây nhất là hôm thứ Bảy được em mời dỗ bà ngoại. Đó là những gì tôi nói chân thật trong mối quan hệ anh em đồng nghiệp giữa tôi và ca sĩ Hồng Phượng. Rất mong mọi người khi mà Thành chia sẻ bài viết này sẽ thương và hiểu Hồng Phượng nhiều hơn, ủng hộ em ấy mạnh mẽ hơn để thấy em ấy sớm trở lại cuộc sống bình thường, tiếp tục với nghề mà cậu Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mong muốn và tự hào về em ca nghệ sĩ Hồng Phượng. Thưa quý vị, đó là tất cả cái nội dung liên quan đến cái bài viết của anh Thành Guitar, người mà được Hồng Phượng mời show trong gọi là trong cái đám giỗ của mẹ của cô sĩ ưu tú Vũ Linh gì đó cô chú anh chị. Thì thật ra đó nghe xong cái bài viết này thì chúng ta đã hiểu được một điều, đó chính là anh Thành này anh đứng nghiêng về một bên, nhưng mà miệng thì anh thì lúc nào thì cũng nói là anh đứng về khách quan. Và những cái điều mà việc làm tốt của Hồng Phượng thì anh nêu rất là nổi bật, mà chưa từng nêu những cái câu chuyện mà Hồng Loan cô ấy làm tốt. Có nghĩa là anh nêu nhưng mà nêu không có khách quan cô chú anh chị. Chúng ta nghe rất là rõ, đứng nghiêng về phía một bên nếu mà nói về khách quan. Trong đó anh nhận xét, anh đánh giá một số những cá nhân như chị Mi Xuân hay phía gọi là Hoa hậu Phương Lê, tại sao đứng nghiêng về một bên. Thì rõ ràng chính bản thân anh cũng đang nghiêng về một bên. Và khi anh nhận ra, anh nhìn ra những cái điều gọi là tốt của Hồng Phượng, nhưng mà không nhận ra được cái điểm xấu của cô ấy. Và khi anh nhìn ra cái điểm xấu của Hồng Loan, và anh không nhìn nhận lại được gọi là cái điểm tốt của Hồng Loan. Nhưng mà Hoa hậu Phương Lê thì cô ấy nhìn ra cái điểm tốt của Hồng Loan. Và Minh Xuân Thiện thì người ta nhìn ra cái điểm tốt của Hồng Loan, và nhìn ra được cái điểm xấu của Hồng Phượng. Cho nên để nói rằng mà anh đánh giá gọi là kênh YouTube này, kênh YouTube kia, hay là anh cho rằng các quan điểm cá nhân của anh là đúng và tất cả đều sai, thì rõ ràng anh đang quá tự cao về bản thân. Thậm chí là cái câu chuyện mà anh nói rằng là Hồng Phượng rồi là giữa Hồng Loan có những cái gọi là cái Hồng Phượng đã từng giúp đỡ Hồng Loan nhiều thứ, thì ăn mặc hay là con cái gì đó vân vân, đó cũng là cái sự việc mà người trong gia đình nó không thể là mang ra làm cái cớ bởi vì giúp đỡ thì hôm nay phải chia tài sản. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng là như vậy. Thưa cô chú anh chị, không biết rằng quý vị đánh giá thế nào về cái nội dung ngày hôm nay, cái câu chuyện liên quan đến một cái nhân vật cũng khá là thân thiết với Hồng Phượng và cô Sáu. Mọi ý kiến đóng góp mong rằng quý vị để lại dưới phần video để các anh em có thể tham khảo hơn. Bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ba sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất, được lấy từ rừng tràm U Minh, 100% nguyên chất nha cô chú anh chị, bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó, đó chính là nửa lít là 750.000, miễn phí ship, 1 lít là 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô. Tôm khô này là tôm khô loại 1, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký. Nửa ký thì cũng là 750.000 luôn, 1 ký là 1,5 triệu, miễn phí ship. Tiếp theo thì là trà bông tôm. Trà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên, từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha, nửa ký là 800.000, 1 ký là 1,6 triệu, cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, trà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Các vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình, 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.